Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một Tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị. Thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là ai sẽ bước đến bên bạn từ đây đến hết tháng 8 này? Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ai sẽ đến bên bạn vào giai đoạn từ đây đến hết tháng 8 này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là độc lập trong cuộc sống, là những người có sự thực tế và có khả năng tạo ra tài chính khá là tốt, thông minh, nhạy bén. Và đối với bạn bây giờ, tiền bạc là cái điều hết sức quan trọng. Và bạn có khả năng tìm kiếm những cơ hội kiếm tiền, gia tăng thu nhập. Ở đây mình thấy bạn sống cũng rất là tình cảm, nhân ái và ấm áp, lãng mạn, yêu thương, biết quan tâm người khác. Mình thấy các bạn là những người rất là thích trẻ thơ luôn ha. Là những người khi yêu các bạn cũng rất là chân tình, nhẹ nhàng. Đây mình thấy có thể là các bạn đang đứng trước giữa rất là nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều cơ hội mở ra, hoặc là có thể các bạn đang có nhiều ý tưởng trong công việc của mình. Dạo gần đây có thể có nhiều điều nó khiến cho bạn cảm thấy mất tập trung, có thể là có rất là nhiều drama kịch tính bên ngoài. Hoặc là một số bạn ở đây mình thấy dường như bạn có nhiều sự lựa chọn trong tình yêu, tình cảm giai đoạn từ đây đến hết tháng 8. Thấy bạn khá là đào hoa đó. Rồi để mình xem coi ai sẽ bước vào cuộc sống của các bạn nữ xem trải bài và giai đoạn từ đây đến hết tháng 8 ha. Thì các bạn nữ xem trải bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trải bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn năng cũng vậy nếu liên quan đến tình yêu, tình cảm. Ở đây mình thấy có thể là cái người này là người nước ngoài ha, hoặc là người này rất là giỏi về ngoại ngữ, hoặc là cuộc sống người này có sự hoàn thành, có sự trọn vẹn gì đó rồi. Và ngoài ra họ cũng là một người biết bảo vệ chính mình, yêu thương bản thân của mình. Người này thì mình thấy có khả năng là họ là một người có tài chính vững chắc, an toàn. Đây mình thấy có một người mang năng lượng nam và cũng có trẻ em ha, và cũng có người mang năng lượng nữ nữa. Có thể từ đây đến hết tháng 8 bạn gặp khá là nhiều người đó. Ở đây từ đây đến hết tháng 8 mình thấy có thể là bạn sẽ gặp một người mang năng lượng nam, sống có một cái sự gọi là chân thành, biết quan tâm người khác, thấu hiểu, thấu cảm và có sự gọi là từ tốn ha, và có một sự cân bằng nhẹ nhàng và là một người hiền ha, hiền lành và tốt bụng, mình thấy là như vậy. Ngoài ra thì có thể có một người mang năng lượng nữ, thích kiếm tiền ha, nhạy bén trong kinh doanh làm ăn, khôn ngoan khôn khéo và có sự hào phóng rộng rãi, biết quan tâm đến gia đình người thân. Và ngoài ra thì mình thấy có những đứa bé nữa. Bạn nào mà có thể mong muốn con cái hay gì đó thì có thể có tin vui về con cái nếu như bạn đang mong đợi trông chờ. Hoặc là có thể một số bạn sẽ kết nối với những cái người thân họ hàng khá là nhiều, có thể có nhiều dịp gì đó để gặp gỡ những người thân quen. Đây mình thấy cái người mang năng lượng nam này họ là một người có thể là trong lòng của họ luôn nghĩ đến các bạn ha. Ngoài ra thì có thể người này là một người biết mà tạo dựng nên cái tương lai cho chính mình, hoặc là một người có nhiều ý tưởng nhưng mà họ biết biến những cái ý tưởng trở thành sự thật. Và ngoài ra thì đây là một người có thể họ cũng có gặp được khá nhiều sự may mắn trong cuộc sống.
Hoặc đây là một người họ có tính tự chủ độc lập, họ không có thích cậy nhờ, họ không có thích ràng buộc bởi người khác. Cái gì họ làm được họ sẽ làm ha, họ có sự cân nhắc và tính toán. Người này thì mình thấy có thể là họ có một số bạn là cái người bạn đang yêu ha, hoặc là một số bạn có khả năng là một người cũ. Thậm chí có người đang yêu hoặc là người cũ luôn, thậm chí một số bạn người mới, người cũ kéo đến. Mình thấy là như vậy. Đây mình thấy có thể là nổi trội nhất là tuổi ngọ với là tuổi tức. Và cái người này thì nói chung họ có thể là có mũi cao, khả năng người này có đôi mắt khá là đẹp ha, hoặc là da trắng và có thể có râu quai nón. Bên cạnh đó thì có thể người này là một người họ cũng rất là yêu trẻ thơ, hoặc họ là một người con rất là hiếu thảo. Bên cạnh đó có thể họ cũng hay xem tin tức nước ngoài, hoặc họ cũng thể là đi du lịch nước ngoài nhiều. Ngoài ra thì có thể cái người này đã từng trúng số ha, hoặc là họ đã từng có gặp những nhiều cái vận may gì đó đến với bản thân mình. Bên cạnh đó người này cũng là một người rất là đa tài đa nhiệm, có nhiều công việc phải làm, hoặc là có nhiều cái sự phát triển thiên hướng về nghệ thuật, sự sáng tạo. Và ngoài ra thì có thể người này họ cũng là một người rất là thích những người đẹp giỏi, thậm chí khả năng người này họ thích những cái mẫu người có dáng đẹp nghe, và có thể là bạn là một trong số đó. Cái người này mình thấy có thể cuộc sống của họ cũng có khá nhiều người ganh tị với họ, bởi vì mình thấy người này cực kỳ giỏi thông minh ha, và có thể họ cũng đạt được khá nhiều thành tựu khi còn trẻ tuổi. Người này mình thấy dường như là tuổi trẻ tài cao, hầu như họ có tất cả nha. Bên cạnh đó người này nói chuyện khá là hay đó ha. Họ là một người kiểu ăn nói rất là thuyết phục, khéo léo và đi vào lòng người ha, rất là sâu sắc. Và có khả năng gọi là dẫn dắt chương trình hay gì đó vân vân. Bên cạnh đó họ cũng là một người có thể cũng hay giúp đỡ trẻ em, hoặc là có thể làm trong lĩnh vực liên quan đến giáo dục, liên quan đến chữa lành sức khỏe trẻ em hay bất cứ điều gì, hoặc họ cũng rất là thích giúp đỡ những cái người thế hệ trẻ rồi đó. Người này là một người khá là lãng mạn, ở đây là mình thấy là liên quan đến tình yêu tình cảm khá là mạnh. Người này lãng mạn và họ cũng là một người biết lên chiến lược cho cuộc sống của mình, hoặc là trong tình yêu họ cũng có những cái hoạch định kế hoạch đồ đó ha, để cua được các bạn chẳng hạn. Người này mình thấy họ là một người có sự suy nghĩ thông thái sáng suốt, và có thể họ cũng nghĩ về bạn khá là nhiều. Và trong mắt người này có thể họ nghĩ bạn là một người rất là thông minh, có kiến thức, tài cao, học rộng, hoặc là một người có sự thu hút rất là nhiều bởi những cái sự thông thái, sự hiểu biết, sự trí tuệ của các bạn. Mà đặc biệt là cái vẻ đẹp của các bạn nữa. Người này có thể họ hay nghĩ về bạn, hoặc là hai bạn hay nói chuyện đêm khuya với nhau. Ở đây có một số bạn, các bạn có quen một ai đó mới thì mình thấy có khoảng 7% á. Có một số bạn có thể gặp phải những cái người lừa đảo lợi dụng ha, hoặc là có thể cũng có những cái người nhắn tin hay gọi điện gì đó mang tính chất lừa đảo đó, cho nên các bạn hết sức thận trọng những cuộc gọi rồi đó ha, để tránh nó bị lừa, bị lợi dụng ở đây. Và các bạn có đi đâu đó thì các bạn cũng nên nhớ khóa cửa cẩn thận, hoặc là nhớ bảo vệ tài sản của mình. Trong giai đoạn này thì lý thông phát triển rất là mạnh mẽ, cho nên hết sức cẩn thận. Có một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có sự gắn camera mới cho ngôi nhà của các bạn chẳng hạn. Cho nên có sự liên kết hoặc là kết nối với những cái người mua bán thiết bị này. Ở đây thì cái đối tượng của các bạn á, thể là những bạn, một số bạn là trong tình cảm, tình yêu, thì mình thấy những bạn nào mà ngắt kết nối chia tay, cái người này có thể họ còn gì dõi theo các bạn, họ còn gọi là nhìn lén ha, quan sát về các bạn, và có thể người này có khả năng họ rất là muốn có một cái cuộc nói chuyện, một cái sự làm rõ vấn đề, họ cảm thấy hối hận, họ có nhiều đêm mất ngủ vì các bạn,
Và có thể họ họ đã từng mơ có một cái đám cưới với các bạn chẳng hạn. Đây mình thấy có thể là cái người này họ rất là muốn gọi điện, nhắn tin, nói chuyện gì đó, nhưng mà có sự đấu tranh tâm lý rất là nhiều. Và ở đây có thể là họ sẽ hành động, bởi vì họ có thể muốn có một sự chữa lành. Thì mình thấy là như vậy. Có đối tượng người cũ quay về, nhưng mà để xem coi hai người có hòa hợp và có giải quyết được vấn đề hay không rồi biết rồi tính tới ha. Ở đây một số bạn, các bạn có quen biết một người nào đó, cẩn thận quen phải những người đã có gia đình nha. Có những cái người lừa dối đã có gia đình á. Cái sự qua mắt các bạn đó, cho nên là bạn nào có sự tìm hiểu về một ai đó hay nên thận trọng cái vấn đề này. Còn những bạn nào mà yêu nhau thì mình thấy giai đoạn này người yêu của các bạn có khả năng là cũng làm việc rất là nhiều ha, rất là bận rộn, và có thể cái trong lòng của họ là hướng đến một cái mái ấm gia đình với các bạn, và có thể hai bạn có những cái sự mâu thuẫn tranh cãi gì đó thì nên có sự tiết chế thận trọng để tránh hiểu lầm. Có thể một số bạn có những cái sự hiểu lầm như người yêu của mình có ai đó khác ngoài mình, vân vân. Thấy có sự gọi là va chạm ở đây nha, mâu thuẫn gì đó, và có thể cái người này họ họ sẽ làm rõ vấn đề để cho hai người không có cái sự gọi là tranh cãi mệt mỏi. Người này có khả năng giai đoạn từ đây đến hết tháng 8 họ làm việc rất là nhiều. Và có nhiều đêm mất ngủ hoặc là cạnh tranh trong công việc, cho nên người này họ sẽ hết sức tập trung vào công việc của mình. Đôi khi có thể là nhìn họ có vẻ thoắt ẩn tất hiện hoặc là hơi bí ẩn, nhưng mà thực sự thì mình thấy trong lòng của họ là họ nghĩ đến bạn là muốn kết hôn. Nhưng mà nếu như các bạn cứ tranh cãi và không hiểu cho nhau, có thể là cái người này họ sẽ có một cái sự suy nghĩ lại. Họ không có thích sự tranh cãi, họ không thích sự nghi ngờ. Mình thấy là như vậy. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là cái người này cũng có khuynh hướng hơi ghen nữa đó. Cho nên là những cặp đôi nào mà yêu nhau trong thời điểm này thì nên nói chuyện rõ ràng với nhau để tránh có những cái sự hiểu lầm không đáng. Đây mình thấy có thể trong giai đoạn này có những cái người nào đó muốn mượn tiền các bạn đó. Nhưng mà mình thấy có khuynh hướng là sẽ không chậm trả hoặc là thậm chí là có thể là cao chạy xa bay, cho nên là tốt nhất các bạn nên thận trọng. Đặc biệt là những cái người quen ha. Ở đây mình thấy có một số trường hợp á là các bạn nữ có sự kết nối một người nào đó mà họ có sự gọi là cứ thúc ép các bạn có vấn đề về liên quan đến sự gọi là chuyện vợ chồng với nhau ha. Có thể đang là họ sẽ có một sự là muốn nói với bạn, họ muốn cưới các bạn hay gì đó, muốn tiến đến giai đoạn tương lai xa hơn để có thể dụ các bạn. Mình thấy là như vậy, đặc biệt một số bạn trẻ. Rồi có thể là một số bạn coi chừng có vấn đề gọi là có thai ngoài ý muốn, và khi họ đã đạt được cái mục đích thì họ sẽ cố ý tìm cách để tranh cãi rồi có sự rời đi âm thầm lặng lẽ đó. Cho nên các bạn hết sức cẩn thận, đặc biệt là có uống nước hay là ăn uống gì đó với những cái người mà bạn không tin tưởng cho lắm, hoặc là bạn cảm thấy hơi bất an thì cẩn thận cái vấn đề nước uống ha, để tránh bị bỏ thuốc rồi đó. Ở đây mình thấy có thể cái đối tượng của bạn họ muốn nói với bạn rằng họ nhớ kỹ chi tiết cái ngày đó. Và ngoài ra thì họ có sự chôn vùi mình trong công việc để quên được bạn. Cái khả năng là đây là cái người cũ ha. Và họ đang đợi tín hiệu từ các bạn nè. Và ngoài ra thì họ biết chính xác những gì họ đã làm. Có thể họ nhớ cái ngày mà hai bạn có thời khoảng thời gian ấm áp, hoặc là cái khoảng thời gian hai bạn tranh cãi gì đó. Họ nghĩ rằng hai bạn rất là con nít với nhau, còn quá trẻ, hoặc là cách cư xử chưa chuẩn mực, chưa đúng đắn trong cái thời điểm đó. Và họ biết rằng cái thời điểm này chưa phải là thời điểm đúng lúc cho hai người, chưa phải là thời điểm thích hợp. Và họ muốn nói với bạn rằng rất là khó để có thể để bạn rời đi như vậy. Và họ muốn các bạn nha. Cho nên ở đây là mình thấy những bạn nào yêu nhau thì có thể đối phương của bạn họ muốn chỉ muốn nói với bạn là họ yêu các bạn, họ muốn các bạn. Và họ bận rộn. Còn những cái bạn mà ngắt cái nói chia tay thì có thể là có những cái thông điệp như mình nói nãy giờ. Nói chung là bạn tùy theo tình huống, tình hoàn cảnh mà bạn có thể tham khảo. Ở đây mình thấy có thể một số bạn người cũ họ như mình nói là họ đang đợi dấu hiệu từ các bạn. Có thể là khi mà bạn cho họ bước vào họ mới dám bước vào ha. Hoặc là họ cũng sợ bạn có ai đó rồi, cho nên là đôi khi cũng hơi ngại kiểu vậy.
Rồi để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì ai sẽ bước đến bên bạn vào giai đoạn từ đây đến hết tháng 8. Đây mình thấy người này có khả năng cuộc sống của người này có thể cũng có rất là nhiều những cái mối quan hệ nghiệp quả ha. Hoặc đây là một người có thể họ cũng hơi đang trong cái giai đoạn của sự trưởng thành hơn. Người này mình thấy có thể là họ đang có sự thay đổi bản thân rất là nhiều từ những cái lỗi lầm xưa, hoặc đây là một người biết nhận lỗi, biết tha thứ lỗi lầm cho người khác. Người này thì mình thấy họ là một người khéo ăn nói ha, giọng nói hay, giọng hát hay, hoặc đây là một người có thể họ tin vào định mệnh, họ tin vào luật nhân quả, họ tin vào số mệnh, số phận. Và ngoài ra thì có thể người này là một người trung thực, rõ ràng, ngay thẳng, công chính, công bằng. Hoặc có thể người này cũng hay đi du lịch, hoặc là có thể trong thời điểm này họ đang vượt qua được những giai đoạn khốn khó, những cái giai đoạn mệt mỏi. Người này làm việc rất là có trách nhiệm, rất là cực lực ha, rất là có sự là luôn gánh vác ôm lấy mọi thứ trong mình. Hoặc là có thể người này họ đang có những cái vấn đề pháp lý, giấy tờ, hồ sơ gì đó cần phải giải quyết trong thời điểm này đó. Người này họ đang bước đi trên một hành trình mới. Một số bạn như mình nói có tin vui về con cái đó nha. Nếu như bạn đang mong đợi ha, người này là một người họ biết đổi mới chính mình, họ không có kiểu như họ biết lột xác bản thân, kiểu như là cái người này họ khi họ đã muốn thì họ sẽ dốc hết sức mình để có thể thay đổi. Giống như ví dụ như họ muốn giảm cân thì họ sẽ cố gắng hết sức để họ có thể có một cái vóc dáng cân nặng như muốn, như ý muốn. Nếu là như vậy, người này rất là cố gắng và quyết tâm cao độ đó. Ở đây thì mình thấy có một người mang năng lượng nam. Và cái người này là một người họ giỏi ăn nói, họ khéo léo và họ là một người khả năng lãnh đạo. Có thể một số bạn là cái người này với bạn có liên quan vấn đề pháp lý, giấy tờ, hồ sơ, luật lệ, hoặc là luật sư ha, hoặc là một cái người chủ, một cái người hợp tác gì đó với các bạn ở đây. Và ngoài ra người này là một người họ có khả năng làm chủ cuộc sống của mình rất là vững vàng. Và lý trí và có khả năng cũng giỏi giang và đạt được khá nhiều thắng lợi và đạt được những cái sự thăng tiến trong công việc, sự nghiệp. Người này mình thấy cái khả năng là họ là một người biết ơn cuộc sống. Ở đây có năng lượng nam và năng lượng nữ, và mình thấy cái người mang năng lượng nữ là một người biết ơn cuộc sống. Và có thể họ tuy là nữ nhưng mà tính tình của họ nó có sự mạnh mẽ như một người nam nhi gì đó. Có sự gọi là biết chịu trách nhiệm cho những gì mình nói mình làm, rất là trung thực và trung thủy, rất là thật lòng, rất là rõ ràng ha, và rất là có một cái sự gọi là khả năng gánh vác. Người này có thể họ rất là thích hoa lá cây cành, họ thích ở những cái nơi mà có nhiều cây xanh bóng mát rồi đó. Có thể họ có một sự phát triển về mặt tinh thần khá là cao, hoặc là họ cũng hay đi chùa, đi nhà thờ. Người này nhìn mặt họ rất là thanh cao và họ đang bước ra khỏi những cái giới hạn, những cái ràng buộc gì đó trong cuộc sống. Người này họ cảm thấy hạnh phúc khi họ có được cái sự tự do. Có thể người này rất là xinh đẹp, quyến rũ, có mái tóc dài ha, và rất là yêu hoa đào, hoặc là thích màu hồng. Và đây là một người có thể họ cũng đang có sự phân vân giữa nhiều quyết định hướng đi con đường. Họ là một người mạnh mẽ, ý chí rất là kiên cường mà bất khuất, rất là quyết tâm trong cuộc sống. Và họ cũng là một người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Người này họ có khả năng lãnh đạo rất là cao và có khả năng là họ mạnh mẽ như một con sư tử vậy đó. Bên cạnh đó thì ở đây mình thấy có khả năng là cái người này họ luôn nghĩ về các bạn nha. Đây những bạn nào mà gọi là đang yêu nhau, mình thấy cái đối tượng này là người yêu ha. Một số bạn đang yêu nhau thì có thể là cái người này họ rất là yêu các bạn và họ rất là mong muốn được bạn cầu hôn và tiến đến hôn nhân, có con có cái với nhau. Và người này họ rất là quan tâm nhiều đến sức khỏe của các bạn đó. Ngoài ra thì có thể người này cũng là một người họ luôn có sự hun đúc bạn bảo vệ sức khỏe của mình, và có thể họ rất là mong muốn hai người sẽ có những cái chuyến đi gì đó với nhau ở đây. Ở đây mình thấy có thể là trong mối quan hệ này như mình nói lúc đầu là hai bạn có thể sẽ có những cái sự va chạm, va vấp gì đó, mâu thuẫn. Đôi khi người này họ cũng muốn rời đi nhưng mà có thể
còn yêu còn thương, và bạn có khả năng là có sự gọi là chữa lành, hoặc là bạn có sự gọi là giải quyết vấn đề, cho nên hai người vẫn có sự cố gắng kiên nhẫn kiên trì vì nhau. Người này họ có sự đam mê các bạn rất là mãnh liệt ha, họ bị thu hút hoặc là cũng có những cái cảm giác nồng cháy với bạn về chuyện ân ái, mình thấy là như vậy. Họ dành tình cảm cho bạn rất là đong đầy đó. Ngoài ra mình thấy có thể là có một số bạn có kết nối chia tay, có thể là cái người này họ chờ bạn hành động. Cái người này với bạn đã rời đi rồi, thì mình thấy có khoảng 10 đến 30% là cái người này họ đang chăm chút cho bản thân cũng như chữa lành bản thân, và có thể cái ly tình cảm dành cho bạn vẫn còn và đang chờ đợi bạn hành động để họ có thể trao cái ly cho các bạn. Còn nếu như bạn không hành động, bạn đi luôn, hoặc là bạn không có sự nhẹ nhàng tình cảm, không biết quan tâm thì thôi. Họ sẽ tập trung hơn vào bản thân, vào cuộc sống, vào gia đình, và những kế hoạch dự định mới của họ, hoặc là tập trung vào sức khỏe cũng như vẻ đẹp của mình, chăm chút hơn cho bản thân của mình. Đấy là như vậy. Cho nên có thể có một số bạn là người cũ xuất hiện khi mà các bạn biết ra tín hiệu và có một sự biết nắm bắt tín hiệu. Thì có duyên sẽ gặp lại ha, mình thấy là như vậy. Các bạn có thể năng là sẽ được thôi thúc bên trong rất là nhiều để bạn có thể kết nối lại với người cũ. Nếu như các bạn cảm thấy họ vẫn còn xứng đáng thì hãy lắng nghe trái tim của mình. Và nếu hai bạn có thể thỏa hiệp được thì có thể tiếp tục, còn không thì thôi. Bởi vì mình thấy ở đây có nhiều bạn là có cả người, đặc biệt các bạn nữ có cả người cũ người mới. Đối với những bạn đã kết nối chia tay, cái quyền lựa chọn là ở các bạn. Hãy chọn cho mình một cái đối tượng hợp lý để sau này mình không phải mất thời gian cũng như có sự tiếc nuối hối hận. Ở đây mình thấy có thể là cái người mang năng lượng nam lúc nãy thì có khả năng là họ đến với bạn bởi vì họ có khả năng làm mai cho bạn, hoặc là họ muốn đề nghị hợp tác ha, có sự ký kết giấy tờ, hoặc là đưa ra cho bạn những cái hợp đồng mới hay gì đó vân vân. Nói chung là có thể là theo cái hướng tích cực, hoặc là có thể có liên quan vấn đề gì, chuyến đi di chuyển gì đó, thì họ có sự kết nối với bạn để bàn vấn đề này. Ở đây cái người này muốn nói với bạn là họ có sự che giấu, họ thực sự là ai đó với bạn. Thế là che giấu một cái điều gì đó. Họ hối tiếc bởi vì họ đã nói dối các bạn. Họ có thể cảm nhận bạn, thậm chí khi hai bạn có sự rời rời nhau, chia tay nhau, hoặc là khi hai bạn có sự gọi là không có ở gần nhau. Họ biết là họ đã vượt quá giới hạn với bạn. Và họ có sự xem lại cái đoạn tin nhắn giữa hai người nhiều lần. Và ngoài ra thì họ muốn cảm nhận được cái cảm giác đó một lần nữa. Có thể người này họ muốn được bạn yêu thương, quan tâm, hoặc là cưng chiều, hoặc là cảm giác khi hai người hôn nhau chẳng hạn. Và họ đang bắt đầu hiểu được cái kết nối này rồi ha. Và đôi khi cái người này họ có sự thỉnh thoảng họ thật sự thức giấc và nghĩ về bạn khá là nhiều. Họ ước gì mọi thứ nó có sự khác biệt ở đây, và họ hứa ước gì bạn có thể tha thứ cho họ. Không biết có vấn đề gì đây. Hoặc có khả năng là các bạn có những mâu thuẫn và người này họ hiểu lầm các bạn hay sao đó ha, và có thể họ ước gì bạn tha thứ cho họ chẳng hạn. Và họ nghĩ ở gần bạn thì họ không có bị cái vấn đề toxic mệt mỏi. Hai bạn có rất là nhiều những cái sự cảm xúc, cảm giác mạnh mẽ, mãnh liệt với nhau nha. Hai bạn chính là soulmate của nhau, cho nên hai bạn có nhiều cái rung động và có sự gọi là khao khát nhau rất là nhiều. Và ngoài ra các bạn được khuyến khích hãy có sự yêu thương bản thân của mình. Bởi vì khi bạn yêu thương bản thân của mình, bạn sẽ trở nên thu hút hơn trong mắt đối phương. Các bạn đừng có chạy đuổi theo đối phương, mà hãy có sự gọi là tập trung ở bản thân mình, quan tâm, chăm sóc, trưởng thành hơn, và có sự gọi là tập trung vào công việc, sự nghiệp. Đặc biệt các bạn nữ nha. Còn trong tình yêu thì cái người nam là người chủ động mà đúng rồi.
và nên có một cái sự ranh giới giữa hai bên để hai người không có sự vượt quá giới hạn khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu cũng như bản thân mình cảm thấy mệt mỏi. Có một số bạn có thể gặp được true love ha, hoặc là có thể các bạn khi biết yêu thương bản thân của mình đúng mức rồi thì các bạn có khả năng là true love của chính mình. Bạn sẽ thu hút được true love ha, một cái tình yêu đích thực dành cho các bạn. Và cái tình yêu này xứng đáng để các bạn có thể chờ đợi nha. Yeah. Cung hoàng đã nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó, bò cạp, nhân mã, bảo bình, ma kết, xử nữ, thiên bình, kim ngưu. Chữ cái trong tên, chữ F, chữ M, chữ C, chữ E, chữ H. Ở đây một số bạn, các bạn khi mà tìm hiểu một ai đó các bạn thận trọng, bởi vì đôi khi các bạn gặp người đó bạn cảm thấy rất là hợp. Lúc ban đầu khoảng chừng vài ngày thì các bạn nghĩ là true love của mình, nhưng mà hãy xem xét cẩn thận để tránh có những người có những cái mưu đồ riêng ha. Đặc biệt các bạn nữ đó, cẩn thận. Q, Z, N, K, Y ngắn, A và L. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi ai đang đến bên bạn vào giai đoạn từ đây đến hết tháng 8 ha. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là mong muốn cuộc sống của mình có sự đủ đầy hơn, giàu có hơn về mặt tiền tài, vật chất. Hoặc là có thể các bạn rất là mong muốn được tiến đến hôn nhân nha. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn sắp có những cái niềm vui chiến thắng thành công, hoặc sắp có những cái buổi tiệc tùng gì đó diễn ra đó. Và mình thấy có thể bạn cũng có khá nhiều thắng lợi, hoặc là có những cái vấn đề gì đó liên quan đến nhà cửa có thể là nó được giải quyết. Dạo gần đây có thể một số bạn, các bạn đã từng trải qua một cái giai đoạn biến cố. Có thể là các bạn đã từng mất đi tình yêu, hoặc là tưởng chừng như tình yêu tiến đến hôn nhân thì nó lại kết thúc. Các bạn là những người rất là lận đận trong tình cảm luôn. Tuy nhiên thì mình thấy có khả năng là sau những cái giai đoạn gọi là chạm đáy thì có thể có sẽ có những cái điều tốt đẹp sẽ diễn ra. Vì của các bạn bây giờ hãy chữa lành bản thân của mình, tinh thần của mình, sức sống của mình. Tập trung vào công việc, sự nghiệp, tập trung kết nối với gia đình của mình nhiều hơn để tạo thêm cái động lực sức sống cho các bạn. Và mình thấy nguồn năng lượng của bạn có sự thay đổi tốt hơn trong thời gian tới. Một số bạn có thể là dạo gần đây hơi bị nhói tim, hoặc là bị đau nhức xương khớp, vân vân. Hoặc là đang chia tay tình yêu. Và mình thấy các bạn sắp kết thúc những nỗi đau, những nỗi buồn của bạn rồi ha. Sắp chào đón những cái giai đoạn tươi mới, tích cực. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì ai sẽ đến bên bạn vào giai đoạn nửa cuối tháng 8 này. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy. Nếu liên quan đến tình yêu ha. Ở đây giai đoạn nửa cuối tháng 8 có thể là bạn có sự kết nối với gia đình của mình khá là nhiều ha, hoặc là kết nối với một cái cộng đồng nào đó. Ngoài ra mình thấy có thể một số bạn cũng sẽ có những cái người đồng nghiệp mới. Hoặc là có thể các bạn có sự gọi là hợp tác với một ai đó ở đây liên quan đến công việc. Đây mình thấy có thể là bạn sẽ có sự kết nối với một người họ rất là mang năng lượng nam. Người này có thể họ cũng rất là giỏi, có sự sáng tạo, thông minh, và có khả năng nắm bắt cơ hội, hoặc là có khoản tiền tài rất là nhiều, hoặc là kiểu như là một người có thể có nhiều nguồn thu nhập. Người này có thể xuất thân từ một gia đình đủ đầy, hoặc là truyền thống, hoặc là có học thức, hoặc là đây cũng là một người giành được nhiều thắng lợi thành công rồi. Có sự nghiệp vững chắc, vững bền, hoặc là có thể cũng có nhà, có cửa. Có một số trường hợp có thể là cha đơn thân, vân vân. Hoặc cái người này đã từng tổn thương, đã từng bị phản bội trong tình yêu, đã từng bị chạm đáy nỗi buồn. Người này mình thấy có thể họ làm việc rất là nhiều, có làm việc chung với hội nhóm, cho nên là đôi khi họ có sự hơi bận rộn trong cái việc họp bàn rồi đó.
Và cái người này cũng hay dành thời gian để nghỉ ngơi ha. Người này có thể là họ cũng khá là vui tính hoặc là cũng là một người thích nghe nhạc. Ở đây mình thấy có thể là cái người này họ đang có sự manifest thu hút các bạn bước vào cuộc sống của họ. Hoặc cái người này, một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn sắp sửa nhà, sửa cửa gì đó, hoặc cất nhà, cất cửa gì đó mà thấy có sự kết nối với những người làm trong lĩnh vực liên quan đến nhà cửa, cấu trúc, kiến trúc gì đó. Một số bạn có thể trong giai đoạn nửa cuối tháng 8 các bạn có đi mua vàng, mua bán vàng gì đó, cho nên có sự kết nối với khá là nhiều người ha, làm ăn chung hoặc là giao dịch mua bán như mình nói, hoặc là mua bán nhà ở đây. Đây mình thấy có thể là cái đối tượng này họ là một người họ thích được sự hạnh phúc và họ có thể cũng đang trong cái giai đoạn chữa lành sức khỏe tinh thần thể chất. Người này có thể họ suy nghĩ khá nhiều về các bạn, họ có khả năng là trong suy nghĩ của họ họ nghĩ bạn là người có kiến thức, có sự thông tuệ, cái sự thông thái khôn ngoan thông minh. Và có thể họ cũng rất là thích đọc sách nghiên cứu rồi đó. Ngoài ra thì có thể cái đối tượng này mình thấy họ cực kỳ bận rộn ha. Họ hoặc là cái người này họ hay đau nhức mình mẩy xương khớp rồi đó. Người này họ là một người có thể hay nói lời cảm ơn với bất cứ điều gì mà bạn làm cho họ. Hoặc đây là người có sự biết ơn người khác. Người này mình thấy có thể là họ hay có những cái nỗi sợ nỗi lo gì đó. Hoặc đây là một người có thể là họ cũng có nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ nhưng họ biết trấn áp nó và họ có một cái tinh thần mạnh mẽ, vững chắc. Ở đây mình thấy trong giai đoạn nửa cuối tháng 8 có thiên thần Michael bảo vệ các bạn khá là nhiều á. Có thể là bạn có sự kêu cầu, cầu nguyện hoặc là thiên thần Michael giúp cho bạn có thể là giảm bớt những nỗi lo, nỗi sợ, những cái sự bất an của các bạn. Ở đây mình thấy cái đối tượng của bạn, người này có thể là họ giống như là một cái người lớn mạnh hoặc là đầy sức khỏe hoặc là thân thể có khả năng là một người cao to có thể bảo vệ các bạn được, có thể là có cơ bắp nữa, thế là như vậy. Người này có thể là một người nhìn rất là khỏe mạnh, khỏe khoắn đó. Ngoài ra có thể các bạn có sự hay mua hàng cho nên có shipper đến tìm. Ở đây mình thấy có thể là bạn có sự kết nối tới hai người mang năng lượng nam lượng. Và có khả năng là có người nước ngoài nữa ha, hoặc là cái người này có thể họ giỏi về ngoại ngữ hoặc họ hay đi du lịch nước ngoài hoặc họ làm việc cho một công ty nước ngoài. Thì mình thấy có hai người. Cái người đầu tiên là một cái người lý trí, trưởng thành và có khả năng là một người lãnh đạo rất là nghiêm túc, trật tự, kỷ cương, hơi khô khan một chút. Và người thứ hai cũng là một người chăm chỉ làm việc, có thể họ cũng hơi nhỏ tuổi hơn người kia và họ đang trong cái quá trình phát triển bản thân, cuộc sống của mình, chăm chỉ và có sự tỉ mỉ, ít nói làm nhiều. Có thể là một người mà hai tính cách hoặc là hai người. Mình thấy có thể là cái người này họ có sự hướng về các bạn và tình yêu ha, có khả năng là người yêu hiện tại. Thì có thể là người này với bạn có khả năng là họ muốn nói chuyện hoặc lên kế hoạch gì đó cho tương lai giữa hai người, hoặc là đi du lịch với nhau, hoặc là họ sẽ trao cho bạn một cái tình yêu nồng nàn, ấm áp, lãng mạn, nhẹ nhàng, tình đà cảm. Một số bạn là người yêu hiện tại hoặc là một cái tình yêu mới. Và ở đây thì mình thấy cái khả năng là người này họ cảm thấy bạn rất là đẹp ha, đẹp từ trong ra ngoài. Có thể bạn rất là thu hút, quyến rũ, gợi cảm trong mắt của họ, rất là sexy. Người này họ rất là thích và trong đầu họ luôn nghĩ về các bạn thôi. Người này có thể là họ không có biết cách nói những cái lời quá ngọt ngào, quá sến súa. Người này có cái khuynh hướng họ rất là thực tế và họ có thể là không có quá nhạy bén trong cái vấn đề khen ngợi người yêu, nhưng mà có thể người này họ yêu các bạn chân thành. Mình thấy là như vậy. Họ muốn đầu tư, họ muốn tập trung vào tình yêu này và có thể họ cũng rất là quyết đoán và rất là trưởng thành hoặc là rất là lý trí và có sự chung thủy nha. Và họ cảm thấy bạn chính là thế giới của họ, là mảnh ghép khăng khít của họ. Bạn là tất cả của họ. Thế là như vậy.
Có thể trong cái giai đoạn cuối tháng 8 này, người này họ sẽ đưa ra một quyết định gì đó và họ sẽ cùng với bạn thực hiện ha, hoặc là lên kế hoạch đi chơi với nhau, vân vân. Hoặc là hẹn gặp nhau. Ừ. Một số bạn như mình nói có khoảng cách địa lý. Cũng có thể có 10% một số bạn ở đây có thể là một cái người nào đó mà bạn đã mâu thuẫn với nhau và các bạn có sự làm mới lại với mối quan hệ này. Ừ. Thì cái người này họ muốn có sự trao giá trị hoặc là muốn trao cơ hội. Có khoảng 10% thôi, nhưng mà mình thấy là cái người yêu nhau và những cái người mới là nhiều thôi ha. Rồi, để mình xem. Đối với những bạn nam sang trả bài thì ai sẽ bước đến bên bạn trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 8 này? Mình thấy người này có thể năng là họ là một người rất là thu hút quyến rũ ha, và có thể họ làm việc rất là nhiều hoặc là họ là một người chăm chỉ. Nhưng mà có thể người này hay có nhiều nỗi sợ. Người này có thể là họ cũng rất là thích giúp đỡ người khác, thích làm từ thiện. Và người này rất là đam mê kiếm tiền ha, thiên về vật chất khá là nhiều. Đây là một người có thể họ nhân ái, họ từ tốn, họ là một người khá là nổi tiếng và được nhiều người quan tâm, nhiều người yêu thích, nhiều người săn đuổi. Người này khá là đẹp đó, họ đẹp từ trong qua ra ngoài, họ có thể là ước muốn của rất là nhiều người. Ngoài ra người này cũng hay ước mơ hay cầu nguyện, hoặc họ rất là thích ngắm trăng sao. Bên cạnh đó người này là một người sống tình cảm nha, họ là một người có khả năng gọi là mang đến những cái giá trị tích cực thông qua cái sự chia sẻ của họ, hoặc đây là một người nói chuyện rất là hay hoặc là hát hay. Và ngoài ra cũng có nhạy bén trong giao dịch kinh doanh nào đó, hoặc là cái người này trong tình yêu cũng hay gặp phải những cái sự liên quan đến vấn đề mất cân bằng giữa tình yêu và mất cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại. Người này thì có thể là luôn khao khát có một cái tình yêu đẹp đẽ, ngọt ngào. Người này có thể là trong mắt của bạn họ rất là gợi cảm, quyến rũ và thu hút. Và nói chung là cái người này mình thấy là họ là một người rất là sexy trong mắt người khác giới nha. Họ có cái sức hút gì đó, mặc dù có thể người này không phải là kiểu người lăng nhăng hay phản bội, mà có thể là do họ có vẻ đẹp, có sức hút, thu hút rất là nhiều những cái người yêu thích đến với họ. Và đây là một người cũng có khá nhiều cái sự gọi là tiêu chuẩn riêng ha, lựa chọn, chứ không phải là ai họ cũng cho phép bước vào. Người này có thể là một người cũng hay bị người khác lừa, lợi dụng ha, hoặc là bị người khác mượn tiền không trả kiểu vậy. Người này mình thấy có thể là họ cũng hay dành thời gian để thiền định, để nghỉ ngơi, để cân bằng cuộc sống. Và người này có khả năng họ đã từng có sự rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó không phù hợp, hoặc là người này họ không có thích bị không có thích bị ràng buộc, bị mất tự do. Người này có thể có rất là nhiều người ganh tị với họ. Và đây là một người như mình nói chuyện rất là hay, hoặc là như mình nói khá là nổi tiếng, cho nên là có nhiều người họ không có thích cái người này. Và đây là một người họ hướng về gia đình, họ yêu thương gia đình. Một số bạn có thể là gia đình của bạn có sự kết nối bạn khá là nhiều, và mình thấy có hai người mang năng lượng nam. Một người thì nhân ái, tình cảm ấm áp, một người thì có một cái sự mạnh mẽ, có khả năng lãnh đạo tốt, vững vàng và kiên định. Ở đây mình thấy các bạn nam nên cẩn thận trong thời điểm này, có những cái người họ lợi dụng các bạn, muốn hợp tác làm ăn chung hay gì đó, hoặc mượn tiền không có trả nha, cho nên các bạn hết sức thận trọng. Ở đây mình thấy dường như cái người này họ có sự gọi là quan sát, xem xét, và họ có sự nói chuyện với các bạn nào đó, nhưng mà mình thấy dường như là cái người mà nên hành động, có thể là cái người này họ luôn có sự xem xét, xem các bạn hành động, hoặc họ cũng có nói chuyện với bạn, tìm hiểu về nhau. Người này có thể họ cũng rất là muốn có những cái chuyến đi với các bạn. Ở đây mình thấy hầu như các bạn là những cái người mới quen.
Và có thể người này họ đánh giá bạn là người sống tình cảm, nhân ái, lãng mạn, ấm áp, yêu thương nha. Người này có cái khuynh hướng hoặc có sự chờ đợi, kiên nhẫn để cái mối quan hệ này nó phát triển như vậy. Đây mình thấy có thể là đôi khi họ cũng hơi có một sự nghi ngờ gì đó, nhưng mà có thể là họ cũng cố gắng tìm hiểu về bạn, xem bạn có tình cảm của bạn dành cho họ có sự sâu sắc như thế nào. Có thể họ có sự đổi mới chính mình trong mối quan hệ này, có thể họ làm mới lại tình cảm, hoặc họ có sự gọi là thể hiện tình yêu theo một cách mới đối với các bạn, đối với những bạn đang yêu nhau ha. Hoặc những bạn mà mới quen ai đó thì có thể cái người này họ có sự xem bạn là một cái mối quan hệ mới, và họ có sự rất là muốn được bạn ân cần, quan tâm, chu đáo, chăm sóc. Người này có thể là họ cũng có một sự thảnh thơi bước vào cái mối quan hệ này như một cái kiểu cuộc phiêu lưu. Họ cũng không biết ra sao, nhưng mà họ sẽ có sự hòa nhịp và đồng điệu với các bạn. Và nếu như các bạn có sự im lặng, bạn không có nói chuyện nhiều, hoặc bạn không có thể hiện tình cảm nhiều, cái người này có khuynh hướng họ sẽ hơi chán, hơi nản, và sẽ có một sự rời đi, bởi vì cái người này họ cần cái sự quan tâm, sự chu đáo, sự ấm áp, sự lãng mạn, sự yêu thương từ người yêu. Và nếu mà bạn có một sự ngọt ngào và luôn ân cần ha, quan tâm đến người này, thì cái người này họ rất là thích nha, và họ sẽ có một cái sự cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này, và có thể họ cũng sẽ đem đến cho bạn những cái niềm vui, sự trọn vẹn, hoặc luôn có sự tương tác liên lạc với các bạn, nhắn tin qua lại với nhau, và cũng cố gắng bảo vệ cái thành trì tình yêu này ha, có sự kiên nhẫn. Để mình xem coi cái người mang năng lượng nam muốn nói gì các bạn nữ, và các bạn mang năng lượng nữ muốn nói gì các bạn mang năng lượng nam ha. Này, hồi nãy quên cái khúc này nên này phần bổ sung á. Rồi để xem với cái người mang năng lượng nam này muốn nói gì các bạn nữ đây. Họ đang trở thành một người tốt hơn rồi. Có thể họ có sự che giấu một cái điều gì đó với bạn nữ. Đây là họ không có nói thiệt về vấn đề gia cảnh hoặc là tài sản. Họ biết là họ lỗi của họ, nhưng mà họ đã đổ lỗi cho các bạn. Họ ước gì họ có thể chia sẻ những tin tức mới các bạn, cho nên mình nói có một số bạn là có người cũ, khoảng 10% thôi, không có nhiều, nhưng mà họ có rất là nhiều điều để muốn nói với các bạn ở đây. Và họ không có thể để cho bạn gần họ ha. Họ e ngại để có thể tương tác liên lạc với các bạn. Họ ước gì họ có thể lấy lại những gì mà họ đã nói với các bạn. Họ có thể đang có sự chôn mình trong công việc để có thể quên được các bạn. Và họ muốn các bạn ở đây có một số bạn, các bạn chọn luôn tụ một với tụ hai. Dường như ở đây là toàn là những cái người cái lời muốn nói là toàn những cái người cũ thôi. Kiểu như họ có sự là cố ý không có hành động, không có thể hiện điều gì hết khi mà người ta nhắc về các bạn. Để xem coi các bạn nữ muốn nói gì các bạn nam đây. Họ đang tự hỏi liệu bạn có hạnh phúc khi không có họ hay không. Wow, toàn là tâm trạng của những người chia tay. Họ bị thu hút bởi các bạn rất là nhiều. Và họ muốn nói cho bạn biết những gì họ đang nghĩ. Họ biết là họ đã có sự gọi là không có quan tâm đến nỗi đau các bạn, nỗi buồn các bạn. Và đối với họ thì có thể là để cho bạn rời đi như vậy rất là khó khăn ha, chứ không có dễ dàng đâu. Và họ biết là hai bạn không có dành cho nhau. Họ nhớ rất là kỹ chi tiết cái ngày hai người có sự chia tay hay gì đó. Và họ cảm thấy bạn là người đến gần họ hơn bao giờ hết. Và cuộc sống của họ thì nó diễn ra không như những gì mà họ thể hiện. Thỉnh thoảng thì có thể là họ hay thức dậy và nghĩ về cái mối quan hệ này khá là nhiều. Ở đây mình thấy dường như có những bạn nào ngắt kết nối chia tay là khoảng 10% có kết nối lại thôi. Còn nhiều là mình thấy người đang yêu với lại người mới, cho nên là tâm sự toàn là những người ngắt kết nối chia tay là nhiều. Nhưng mà đôi khi có một số bạn có khả năng là hai người quay trở về nhưng mà không có thỏa hiệp được. Luôn có sự im lặng với nhau và không nói chuyện, hoặc là kiểu như là có sự giận dỗi, giỗi hờn gì đó, thì
cái nguy cơ chia tay là khá là mạnh mẽ, dù có quay lại mà không thay đổi bản thân. Chỉ khi nào các bạn quay lại hay bạn biết thay đổi bản thân của mình, cái cách yêu của mình, cách đối xử của mình với người yêu, thì may ra cái tình yêu này nó tiến triển tốt đẹp, còn không thì có thể sẽ có sự tan đàn rã nghé ha, như vậy. Hai bạn có rất là nhiều những cái sự lãng mạn ha, cảm giác lãng mạn. Và cái thời điểm thiêng liêng thì đang có sự diễn ra trong cái tình yêu của các bạn, mà tình yêu này có thể một cái tình yêu mà bạn mong muốn, có thể xứng đáng để bạn có thể chờ đợi. New love, một số bạn là new love là tình yêu mới, như mình nói đây là, ở đây là tình yêu mới rất là nhiều. Và có khoảng một số bạn có sự tha thứ và học hỏi từ những cái lỗi lầm đã qua, hai người có sự gắn kết chặt chẽ hơn thì chỉ có khoảng 10% thôi. Không có nhiều, một cái tên là tình bình cũ rượu mới thì cũng có, nhưng mà hầu như là new love và tình yêu mới, hoặc một số bạn đang yêu nhau, các bạn có một cái sự đổi mới, cái tình yêu các bạn nó lên một cái tầm cao, biết thấu hiểu và biết cân bằng, hoặc là có thể các bạn sẽ tiến đến cái giai đoạn muốn cam kết chẳng hạn. Các bạn được khuyến khích hãy cho bản thân của mình một cơ hội để được yêu thương, hoặc là một số bạn có thể là bạn sẽ cùng làm việc hòa nhịp với nhau, làm lại cái mối quan hệ, cho nhau một cơ hội nữa. Hoặc có thể một số bạn, các bạn sẽ buông bỏ người cũ luôn, hoặc là các bạn muốn cái tình yêu của bạn nó trọn vẹn, tốt nhất các bạn phải buông bỏ cái con người cũ của bạn, cái suy nghĩ cũ, hoặc là những cái lỗi lầm cũ, những cái vòng lặp cũ, thì may ra tình yêu của bạn nó mới có sự đổi mới và tốt đẹp. Còn không thì có thể là bạn sẽ có sự kết nối với những người mới. Tuy nhiên thì nếu như các bạn quen người mới mà các bạn cũng ở trong cái trạng thái cũ, cũng có những cái sự trách móc, hờn ghen, hoặc là có những bài học mà các bạn không có giải quyết được, thì cũng sẽ coi chừng có những cái vấn đề cứ tranh cãi rồi chia tay rồi cuối cùng không đi đến đâu hết. Rồi đây mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn, hay là của bạn, của người đó. Và hãy làm những gì mà trái tim của bạn thúc đẩy khi bạn đã làm hết sức mình rồi. Thì nếu tình yêu đó xứng đáng thì bạn có thể tiếp tục, còn không thì bạn có khả năng là không còn phải quyến luyến hoặc là ám ảnh về nó nữa, kiểu vậy. Cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn, hay là của bạn, của người đó. Kim ngưu, thiên bình, bọ cạp, nhân mã, sư tử, trong ngư, trong tử, rồi chữ cái trong tên, chữ R, chữ B phở, chữ K, chữ M, chữ G, chữ L, chữ B, chữ A. Hoặc là những bạn nào yêu nhau trong thời điểm này thì nên thận trọng để tránh tranh cãi với nhau, rồi cuối cùng người mới xuất hiện, cái vậy. Chữ O, E, C, V, W, J, G hoặc D, Q. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ai sẽ bước đến bên bạn vào giai đoạn nửa cuối tháng 8 này. Và đây nhận ra bài chung men nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Giờ mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 có thể các bạn đang ở trong một cái trạng thái hơi lo lắng, sợ hãi về cái điều gì đó. Có thể các bạn là những người có sự là hay bị người khác công kích bằng lời nói, hoặc là có thể các bạn đang sợ về một tương lai, không biết là mọi thứ sẽ như thế nào. Có nhiều điều khiến bạn cảm thấy hơi bị tiêu cực, chán nản, thất vọng trong thời điểm này. Hoặc một số bạn đang trải qua cái giai đoạn nặng nề trong công việc, có rất là nhiều việc phải làm, phải gánh vác, cho nên bạn cảm thấy rất là áp lực. Một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn của sự mất mát, tổn thương. Và các bạn làm việc thì làm, nhưng mà bạn cũng nên dành một khoảng thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi, cân bằng, để không thôi có khả năng là ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch của các bạn nha. Thế là như vậy đó. Và có thể dễ bệnh nữa. Đây mình thấy dường như bạn đang lo lắng về tài chính, tiền bạc là chính yếu. Bạn đang làm muốn làm thế nào đó để có thể có thêm tiền,
gia tăng thu nhập. Một số bạn có thể đã từng bị làm ăn thua lỗ hoặc là thất bại, cho nên là nó khiến bạn cảm thấy rất là nhiều những cái cảm giác khó chịu và chênh vênh. Hoặc là tình yêu nó cũng không thành công, nói chung là dường như các bạn đang trải qua một cái giai đoạn hơi khó chịu. Tình yêu, tiền bạc, công việc nó có nhiều cái sự rắc rối. Và bạn chỉ có thể giải quyết một mình mà không thể cậy nhờ ai cả. Rồi để mình xem coi đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì ai sẽ bước đến bên bạn vào giai đoạn nửa cuối tháng 8 này. Thì các bạn nữ xem cho bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn mang năng lượng nam xem cho bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Đây mình thấy có một người mang năng lượng nam, người này làm việc rất là nhiều, rất là cuồng công việc. Hoặc có thể họ có những vấn đề về tim mạch do họ làm việc quá nhiều ha. Hoặc cái người này họ là một người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, họ có khả năng cũng là một người sợ yêu. Người này có nhiều cái trách nhiệm trong cuộc sống. Và có thể đây là một người họ có cái sự hơi tách biệt với người khác, hoặc là họ không có cái sự thể hiện cảm xúc ra bên ngoài quá nhiều. Người này hơi khô khan ha. Người này có cái khuynh hướng là thiên về vật chất tiền tài nhiều hơn, thích kiếm tiền và có thể trong tình yêu cũng không có quá lãng mạn. Ở đây mình thấy có thể có một số bạn là bạn có sự kết nối người thân, hoặc là có thể là trong giai đoạn nửa cuối tháng 8 mà các bạn đi đám giỗ hoặc là đám cưới, có sự kết nối với khá là nhiều người, một cái cộng đồng luôn. Ngoài ra mình thấy có thể một số bạn có người thân tổ tiên ông bà về thăm đó, những người thân đã khuất có sự về thăm thông qua giấc mơ rồi đó. Hoặc là giai đoạn này á, mình thấy các bạn nên có một sự cầu xin thiên thần Michael bảo vệ các bạn để bạn không có nhiều quá nhiều những cái sự lo lắng, lo sợ, hoặc là giúp cho bạn có thể xóa bỏ những cái sự tiêu cực, những cái sự gọi là bất an, hoặc là những cái luồng âm khí không tốt đã ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn nha. Các bạn chạy xe cẩn thận trong thời điểm này và đừng làm việc quá sức, ảnh hưởng đến bản thân, nó ảnh hưởng đến tim của các bạn á. Ngoài ra mình thấy có thể là cái người mang năng lượng nam này họ thích những cái người đẹp, hoặc là mỗi người giỏi ăn nói, khéo léo, tự tin. Người này họ làm gì cũng có sự tính toán, thận trọng ha, và làm gì cũng có sự theo cái khuôn khổ nhất định nha. Và có thể người này là một người họ hướng về gia đình, hoặc họ là một người đã từng chia tay, đã từng ly dị, vân vân. Người này có thể cũng rất là khao khát có một mái ấm gia đình hạnh phúc, trọn vẹn, im vui ha. Thế trong mắt người này bạn rất là đẹp, rất là tài năng, rất là sáng giá, rất là thu hút. Người này dường như họ có nhiều cái sự như mình nói, có những cái bất an, lo lắng, phiền muộn gì đó trong cuộc sống của người này. Họ suy nghĩ về bạn khá là nhiều, hoặc là họ hay đọc sách, nghiên cứu rồi đó. Ngoài ra mình thấy người này cũng đạt được cái trạng thái họ biết giữ cân bằng. Họ có thể có những nỗi lo, nỗi sợ nhưng mà họ biết tiết chế và biết điều chỉnh nó. Bên cạnh đó người này là một người họ có sự biết thể hiện lòng biết ơn, biết trân trọng những gì mình đang có. Và ngoài ra thì có một người mang năng lượng nữ, xinh đẹp, giỏi giang và thông minh, nhiệt huyết, nhạy bén trong cuộc sống. Ở đây mình thấy có thể là cái đối tượng ở đây thì họ là một người đang trong quá trình của sự nghỉ ngơi, cân bằng và chăm sóc tinh thần, sức khỏe của mình. Họ thích dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, họ không thích ở những cái nơi quá ồn ào náo nhiệt. Đây mình thấy có thể là có một số bạn, đây là cái người họ muốn xây dựng gia đình, họ muốn tiến đến gia đình với bạn đó. Đây là tình yêu. Người này họ có sự ngưỡng mộ các bạn, họ cảm thấy bạn vừa giỏi, vừa có khả năng kiếm tiền tốt, vừa có sự độc lập. Họ có sự tương tư và nghĩ về bạn hàng đêm. Và có thể người này họ muốn đi du lịch, hoặc muốn tiến tới với các bạn ở đây, họ muốn gọi là tiến đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc nữa. Ừ.
thấy là như vậy. Những bạn nào yêu nhau thì cẩn thận trong giai đoạn này, có khi có những cái sự cãi cọ, không hiểu nhau hoặc là do bận rộn á, rồi có sự không có nhiều thời gian dành cho nhau thì rất là dễ tranh cãi, tranh đua gì đó với nhau, thì nên thận trọng cái vấn đề này. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có đi du lịch, hoặc là bạn đi đám cưới, bạn gặp được khá là nhiều người, hoặc đi du lịch có thể khả năng là gặp nhân viên hướng dẫn viên du lịch chẳng hạn, hoặc là nhân viên bán vé, hoặc là ngoài ra thì có thể một số bạn các bạn có sự mua sắm vàng bạc hay gì đó, có sự kết nối với nhân viên bán hàng. Thế là như vậy. Nhưng mà nói chung bạn nào yêu nhau thì nói chung mấy người này họ hàng đêm đều nghĩ đến các bạn và họ thương các bạn, và có thể họ không có muốn chiến tranh các bạn, họ chỉ muốn có một cái cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc giàu có đủ đầy. Cho nên họ muốn cùng với bạn cùng nhau nỗ lực làm việc chăm chỉ ha, để xây dựng tương lai và có con có cái với nhau. Người này họ không có cái ý định phản bội hay gì hết, nhưng mà họ rất là bận rộn. Họ sẽ có khá nhiều những sự chủ động quan tâm các bạn. Nhưng mà những lúc mà bận rộn quá thì họ có thể là lực bất tòng tâm, cho nên họ có thể là cũng rất là hy vọng bạn sẽ hiểu. Thì mình thấy là như vậy. Ngoài ra trong thời điểm này các bạn có quen những người nào đó mới quen, các bạn ai đó muốn mời gọi bạn hợp tác làm ăn, hoặc là muốn mượn tiền, hoặc là muốn hợp tác chung, thì các bạn nên thận trọng, hoặc là có sự đừng cho họ tiếp xúc gần với các bạn quá, để tránh cái vấn đề bị bỏ bùa thuốc methionine nha. Và giai đoạn này nên không nên tranh cãi, phải có sự im lặng là vàng, đừng nên tranh chấp với bất kỳ ai cả, bởi vì có nhiều người họ sẽ dùng những cái tà giáo để có thể hãm hại. Cho nên hãy thận trọng và hãy nhẹ nhàng với mọi người ha, đừng gây chiến với bất kỳ ai cả. Ở đây có thể một số bạn có một số bạn có thể là có sự ngắt kết nối chia tay, có thể là cái người này họ muốn hành động để có thể kết nối lại ha. Nhưng mà có thể họ muốn là cái người trên cơ, họ muốn là người thắng thắng trong mối quan hệ này. Cái sự chia tay này họ để cho bạn có sự hối tiếc, hối hận, rồi từ đó bạn biết thay đổi bản thân để tốt hơn, để từ đó hai người có thể hòa quyện với nhau. Thấy cái khuynh hướng khoảng 50% một số bạn cái người này họ muốn làm mới, hoặc là họ muốn chủ động. Và nếu như bạn có thể chịu cái sự thỏa hiệp giữa hai người ha, bạn có sự buông bỏ cái tôi của mình, hoặc là để cho cái người này họ chiến thắng, thì có thể họ sẽ tính đến câu chuyện tiến đến hôn nhân, vân vân. Nhưng mà ở đây mình thấy các bạn nếu như ở trong một cái mối quan hệ mà nó quá toxic, độc hại, hoặc là cái người này họ thao túng, họ khiến bạn mệt mỏi, bạn bị bất lực, thì tốt nhất các bạn nên có sự giải thoát và cho mình tự do nha. Đấy là như vậy. Tránh bị yêu phải những cái người ích kỷ ha, thì các bạn sẽ rất là khổ đó. Mặc dù có thể muốn kết hôn, nhưng mà có thể họ sẽ dằn vặt, hoặc là có những cái luật lệ gì đó khiến bạn cảm thấy áp lực. Ở đây cái người cũ nè, họ tìm bạn ở khắp mọi nơi. Họ có sự tự hỏi là bạn có hạnh phúc hay không khi mà vắng họ, và có quá nhiều thứ khiến cho họ gợi nhớ về bạn. Họ biết là họ đã vượt quá giới hạn với bạn rồi, và họ đã đánh mất chính mình trong một giây phút họ yêu các bạn. Họ biết là họ đã có sự sao nhãng, họ không quan tâm đến nỗi đau của các bạn. Họ có sự biết ơn cho cái bài học tinh thần giữa hai người. Họ có sự che giấu điều gì đó với các bạn đó. Có thể là che giấu cuộc sống vật chất của bản thân, hoặc là không có nói rõ cho bạn những cái vấn đề gì đó bạn cần biết. Họ đang có những khó khăn về đó, về công họ đang có những khó khăn về công việc, nhưng mà họ có sự giấu, họ không có nói cho bạn biết như vậy. Cho nên là đôi khi có những cái hiểu lầm. Rồi để mình xem coi đó với những bạn đang xem trao bài thì ai sẽ đến bên bạn trong cái giai đoạn nửa cuối tháng 8. Một số bạn là người yêu cũ ha, hoặc là người yêu đang quen hiện tại,
Có thể một vài bạn có những người bạn cũ hoặc là những người đồng nghiệp, hoặc là có thể có họ hàng. Đây mình thấy có thể là cái người này là một người họ rất là yêu hoa lá cây cành, họ rất là thích chưng bông chưng hoa, họ là một người biết nhìn xa trông rộng, biết tính toán, biết cân nhắc, biết vạch ra hướng đi và có thể hay làm việc đêm khuya. Người này rất là thu hút và họ có trực giác ha, họ có sự học vấn, thông thái thông minh và là một người có thể cũng ít nói làm nhiều, hoặc là một người có khả năng quan sát tỉ mỉ thận trọng. Mà người này rất là bận rộn và có thể một số bạn có thể là các bạn chưa gặp mặt được nhau, ở xa nhau, hoặc là cái người này mình thấy họ có cái khuynh hướng hay có nhiều cái nỗi sợ, hoặc có những cái sự bất an lo lắng gì đó trong cuộc sống. Cái người này mình thấy có thể họ đã từng bị ràng buộc vào một cái mối quan hệ gì đó mà nó không có kết quả ha. Hoặc là họ hay suy nghĩ nhiều hay lo lắng nhiều trong khi không có gì phải lo hết, kiểu vậy. Người này hay cầu nguyện, hay có niềm tin tôn giáo mạnh mẽ, đây có đức tin mạnh mẽ. Có thể người này là một người làm những công việc liên quan đến hợp đồng giấy tờ, hoặc họ là một người rất là trung thành tận tụy, hoặc họ với bạn có sự ký hợp đồng linh hồn với nhau. Đến với nhau vì có những cái bài học. Một số bạn có thể năng là bạn có hợp đồng ký kết gì đó trong giai đoạn nửa cuối tháng 8, cho nên là có sự kết nối với những nhân viên, những người hỗ trợ, hoặc là luật sư, hoặc là với đối tác. Đây mình thấy người này có thể là họ cũng hay bị người khác ganh tị lắm ha. Đây là một người họ có một cái trái tim yêu thương, biết lan tỏa tình yêu thương, biết yêu thương chính mình. Người này khá là tỏa sáng và tích cực ha, khá là xinh đẹp, khá là quyến rũ, và họ biết mình muốn gì cần gì. Người này mình thấy họ luôn khao khát có một cái tình yêu lãng mạn ha, hoặc là đối với họ bạn là một người rất là điển trai, rất là đẹp trai, rất là ngọt ngào. Họ rất là muốn có được trái tim của bạn chẳng hạn. Đây mình thấy có thể một số bạn người cũ có khả năng là các bạn đã chia tay, người này đã rời đi rồi, nhưng mà có thể trong thâm tâm họ vẫn còn muốn cho nhau một cơ hội. Và có thể họ cũng muốn sanh con đẻ cái và họ cũng muốn có tương lai với bạn. Và họ có thể có sự đợi chờ bạn hành động ha, hoặc là họ có thể dùng luật hấp dẫn để thu hút các bạn. Thì mình thấy có khoảng 20% thôi, còn 80% là rời đi hoàn toàn rồi. Có những cái điều gì đó kết thúc hoàn toàn không thể sửa chữa được, hoặc là có thể đã chặn nhau rồi. Người này thì nói chung là trong tình cảm thì họ luôn muốn bạn chủ động, bạn hành động nhiều hơn. Rồi những bạn nào yêu nhau thì mình thấy có thể là trong mối quan hệ giai đoạn nửa cuối tháng 8 các bạn nên thận trọng để tránh cãi vã với nhau rồi có sự nghi kỵ hoặc là chia tay nhau nha. Người này có thể là họ hơi nghi ngờ, hơi nóng giận nhưng mà họ không có muốn chia tay các bạn đâu. Chỉ cần các bạn làm rõ với nhau, giải quyết những cái mâu thuẫn với nhau và đừng có hơn thua với nhau là cái tình yêu này vẫn bền vững. Người này họ luôn muốn đầu tư nghiêm túc, luôn muốn có một tương lai tươi sáng ha, hạnh phúc với các bạn ở đây á. Cho nên là họ luôn muốn bạn hãy chủ động lên kế hoạch và thực hiện những cái lời hứa của các bạn á. Ở đây mình thấy có thể một số bạn, các bạn có những cái sự tranh cãi do các bạn do cái người này có thể họ hơi gấp rút vội vã trong tình yêu này, hoặc họ có thể là họ cần ở bạn có một sự giải bày những cái vấn đề gì đó. Và hai người không có một cái sự chia sẻ với nhau thì rất là dễ hiểu lầm ha, và mâu thuẫn. Nhưng mà cái tình yêu của người này họ dành cho bạn là thật. Và mình thấy bạn chỉ cần là cái người chủ động giải quyết thì sẽ không có vấn đề xảy ra hết. Ở đây mình thấy có thể có một số bạn nữ nên thận trọng quen, phải nói chung là có quen cái một cái đối tượng nào đó mới thì hay nên thận trọng để tránh gặp bị những cái người bỏ thuốc lợi dụng ha. Rồi có thể có con ngoài ý muốn nữa đó, cho nên hãy thận trọng, đặc biệt là tránh những cái mối quan hệ tình một đêm rồi đó, vân vân.
Người họ muốn nói với bạn rằng bạn với họ đã quá trẻ, còn quá trẻ hả? Ở đây là những bạn nghe cái nói chia tay, người này không muốn nói là lúc đó hai bạn còn quá trẻ con và bạn sẽ không biết, rất là khó để có thể để bạn rời đi như vậy. Họ cảm thấy sẽ rất là khó chịu và khi ở gần bạn thì họ mới cảm thấy là không có sự toxic độc hại thôi. Họ có sự hối tiếc vì đã nói dối các bạn. Có thể họ là một cái là cái người đòi chia tay trước, nhưng mà thực sự là họ không có muốn, nhưng mà có sự cái tôi mạnh mẽ cho nên là nói như vậy. Nhưng mà cuối cùng là có sự tan vỡ, người này họ cảm thấy hối hận. Họ muốn nói cho bạn biết những điều mà họ đang nghĩ. Họ ước gì hai người có thể chia sẻ tin tức mới với nhau, những cái tin vui gì đó với nhau. Và họ có sự giả vờ như là không có gì xảy ra khi mà người khác đề cập đến bạn. Và họ nghĩ hai người nên cho nhau rời đi. Có thể là cái lời nói dối là cái lời này. Họ hối tiếc cho cái sự nói dối đó và họ cảm thấy bạn đã bỏ lại họ phía sau rồi. Và họ đã sự che giấu họ thực sự là người như thế nào với bạn kiểu vậy. Kiểu như mình nói là có thể yêu còn yêu nhưng mà có sự gọi là giận dỗi rồi đòi chia tay. Chứ thật họ thật sự không muốn như vậy nha. Hoặc họ hay ghen hoặc là họ hay có những cái sự khó chịu khi bạn không chủ động. Lúc đầu có thể là họ có sự nhẹ nhàng, tình cảm chấp được chấp nhận nhưng mà sau đó họ chịu không có được. Khi mà bạn luôn có sự kiểu không có thể hiện chủ động nhiều thì cái người này họ khó chịu kiểu vậy. Đây họ cũng hơi nóng tính. Họ yêu bạn một cách vô điều kiện. Thì ở đây có nhiều trường hợp các bạn có thể kết nối với những cái thông điệp nào nó gần với bạn nhất, gần với hoàn cảnh bạn nhất ha, để tham khảo. Ở đây mình thấy có thể năng là một trong hai người gia đình các bạn có những cái vấn đề như là cha mẹ không có hạnh phúc hoặc là có những cái vấn đề gì đó mâu thuẫn với gia đình rồi các bạn cần phải tha thứ cho cha mẹ thì cái đời sống tình cảm của bạn nó mới tốt được. Các bạn có sự kêu cầu nhau ha, thu hút nhau đến. Hoặc một số bạn có khả năng là trong tháng 4 nữa, cuối tháng 8 này các bạn có sự gọi là dùng tâm linh tương thông để giao tiếp với nhau thông qua những bài hát, những tín hiệu, những con người mà các bạn có sự gặp tương tác. Và hai bạn có thể là cần có một cái cuộc nói chuyện từ trái tim đến trái tim để có thể hiểu nhau hơn, có sự gọi là chân thành chân thật thì mới có thể kết nối lâu dài. Hai bạn có nhiều cảm xúc đậm đà, mãnh liệt ha, thu hút nhau rất là nhiều. Và các bạn được nhắc nhở là hãy có sự lạc quan về đời sống tình cảm của các bạn. Cái suy nghĩ tích cực thì nó sẽ mang đến cho bạn có sự lãng mạn. Các bạn có những suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ khiến cho cái tình yêu của bạn nó mệt mỏi, nó áp lực. Một số bạn như mình nói, hai bạn đang ở trong cái giai đoạn hai người không có ở gần nhau hoặc là chia tay nhau. Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó, ma kết, song tử, cự giải, thiên bình, xử nữ, kim ngưu, bạch dương, chữ cái trong tên, chữ F, chữ G, chữ M, giờ hoặc đờ, chữ U, chữ T, chữ R, chữ Z, chữ H, chữ C, N, Y ngắn, S, X. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.